mày bị như thế này, sao không về nhà tao nghỉ? Tụi tao đã ra làm gì? Tao sợ cảm giác trống vắng. Chính vào ngay lúc này, tao lại không biết phải trốn đi đâu nữa. Tao sợ tao phát điên lên mất. Tao chơi với mày bao năm rồi, đây là lần đầu tiên tao thấy tâm trạng mày bất ổn đến mức này đấy. Mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Nếu như tao không thù, không ghét bà, thì tao là thằng bất hiếu. Bởi vì họ đã đẩy bố mẹ tao đến cái chết. Nhưng nếu bây giờ tao quay lại trả thù, thì tao là kẻ vô ơn, thật bất nhân. Nếu không có Trung Kình, nếu như bà tao không ích kỷ, nếu như bố mẹ tao được cứu, thì tao đã không phải trở thành trẻ mồ côi. Bà chăm sóc tao, chiều chuộng tao, nhưng mà bà không thể thay thế bố mẹ tao được. Mỗi ngày tan học, tao cũng muốn được bố mẹ đón, giống như chúng mày. Tao cũng muốn được ngồi sau yên với bố mẹ, giống như là mấy đứa cùng lớp. Nhưng cả đời tao, những điều đó mãi mãi chỉ là ảo tưởng thôi. Bọn nó ngưỡng mộ tao bởi vì tao được đón bằng ô tô, còn tao thì ghen tị với bọn nó vì bọn nó được bố mẹ đón. Bọn nó thì ngồi phía trước, còn đằng sau là bố, rồi đến mẹ. Tao buồn lắm, nhưng mà tao không được oán trách, vì họ nói với tao đấy chỉ là tai nạn, là một sự ngẫu nhiên. Chỉ là sự ngẫu nhiên. Với câu chuyện của mày, ta không biết thế nào là sai, cũng chẳng biết thế nào là đúng. Nhưng mà riêng tao, tao vô cùng ghen tị với mày ra nữa. Mày có biết tại sao không? Vì mày có được cái thứ tình cảm mà ta hoàng ao ước có được một lần. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, sự yêu thương của bà mày, cũng như là Chu Kình. Tao không tin những cái điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, sự tử tế, lòng tốt của mọi người dành cho mày là giả dối. Tao lại càng không tin họ có thể lừa dối mày suốt hơn hai mươi mấy năm rồi mà mày không phát hiện ra. Vậy thì tại sao họ phải giấu tao suốt hơn 20 năm? Mày biết tình cảm của họ dành cho mày là thật, mày không thể phủ nhận điều đấy. Gì đấy? Hả? Cậu là giám đốc một công ty, tại sao có thể hành xử một cách vô trách nhiệm vậy? Cậu kéo tôi lại bằng được, nói tôi phải có trách nhiệm với dự án của tôi. Rồi sao? Đi bỏ của chạy lấy người à? Sai.
Những thứ này không thuộc về tôi. Sao gọi là bỏ của chạy lấy người được? Từ nay tôi sẽ không liên quan gì tới La La nữa. Có chuyện gì cậu nói rõ ra nào.